Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt. Một số hình sẽ không khớp với truyện tranh, nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành và chúc các bạn ở lại xem vui vẻ. Bạn nào chưa theo dõi kênh, mong bạn nhanh chóng bấm theo dõi để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Chap 115, có thể chứa nội dung của 116. Hoàn toàn mất ý thức, chúc Lan Đình sau khi được cứu tỉnh lại, rơi vào trạng thái điên cuồng. Hốc mắt hãm sâu, gương mặt tàn tạ, hai con mắt hoàn toàn đỏ như máu. Trăm năm cơ nghiệp, ôi trăm năm cơ nghiệp, toàn bộ đều bị phá hủy rồi. Nhất định là do thẩm lãng làm, nhưng hắn làm thế nào có thể làm được. Trúc Văn Hoa bên cạnh quát, phụ thân, hãy đi tố cáo hắn, đi tố cáo thẩm lãng tới tổng đốc phủ, nhất định là thẩm lãng làm, giết chết cha hắn, chém đầu cả nhà hắn. Đi tố cáo thẩm lãng tới tổng đốc phủ hả? Có chứng cứ sao? Hơn nữa vào lúc ấy, khi đê đập đã bị phá vỡ, thẩm lãng còn ở vài trăm dặm xa, trong khu vực săn bắn nộ giang trúc lan đình dẫn dữ nói ta đã mất tất cả thẩm lãng ngươi lại dẫn ta đến đường cùng vậy thì đừng trách ta cá chết lưới rách dù phải đến tận cùng thế giới cũng phải tiêu diệt thẩm lãng ngươi người đâu theo dõi nhất cử nhất động của huyền vũ bá tước phủ một khi thẩm lãng lộ diện hãy liền báo tin cho ta phong thu lâu tổ chức sát thủ mạnh nhất trong việt quốc chính là nam hải kiếm phái một lần thẩm lãng đi theo mộc lan cảm giác chỉ là hạnh phúc và mỹ diệu thậm chí có phần mê hồn nhưng lúc này Cảm giác trên người lại thật buồn tẻ. Lý Thiên Thu, đại tông sư, dường như không giống như một con người, ông ta luôn luôn đắm chìm trong tưởng tượng. Khi lái xe, khi đi đường, thậm chí khi nấu cơm, ông ta cũng vẫn trong tưởng tượng. Điều quan trọng là sau khi làm xong việc, ông ta lại không ăn. Ông ta thậm chí muốn trở thành tiên giống như một hai ngày không ăn gì cả và còn không ngủ được. Và đối với Thẩm Lãng, anh ta hoàn toàn không thể đoán được. Đối diện với những người khác, Thẩm Lãng có thể từ ngôn từ và hành vi để phân tích ra mục đích cuối cùng của họ. Nhưng đối diện với vương kiếm này, Thẩm Lãng cảm thấy như đang đối mặt với một cái máy móc. Người ta không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong chốc lát tiếp theo. Hai ngày một đêm trôi qua. Hai người đi tới lục địa cuối cùng, sau đó đi thuyền ra biển. Họ đi thuyền một ngày một đêm, cuối cùng, họ đến một cái đảo nhỏ. Đây có phải là Nam Hải kiếm đảo danh tiếng trong thiên hạ sao? Nhưng sao lại nhỏ thế này? Trên đảo chỉ có một vài căn phòng nhỏ một số cục đá và đầu gỗ. Không xa nơi đó, trên vách núi có một chàng trai đang cầm một chiếc kiếm mơ màng. Nhìn kỹ hơn, đó là Đường Viêm. Anh ta vẫn đứng ở đó như một kẻ ngốc, vô tư và ngây thơ. Trong lòng Thẩm Lãng, anh cảm thấy Đường Viêm có lẽ đang thực hiện một loại kiếm pháp độc đáo. Đột nhiên hắn nhảy xuống biển. Thẩm Lãng tự hỏi đời heo, nhưng Lý Thiên Thu, Kiếm Vương, không hề chú ý mà tiếp tục dẫn anh đi về phía trước. Cuối cùng, họ đi qua vô số loạn thạch và đến một cái sơn động. Lên đi. Lý Thiên Thu nói, trong lòng Thẩm Lãng ngày càng tò mò, kiếm vương này đang làm gì? Tại sao dẫn anh đến sơn động này? Thật là hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng người đàn ông này quá mạnh mẽ, Thẩm Lãng chỉ có thể theo ông ta bước vào bên trong. Huyệt động này quá sâu, đi đến phía sau, không thấy bất kỳ ánh sáng nào. Cuối cùng, họ đến đáy sơn động, Thẩm Lãng nghe thấy một tiếng hít thở thô và hồn hển. Nương tử, đó, đó là tiếng nói của Lý Thiên Thu sao? thẩm lãng cảm thấy làn da trên cơ thể mình bị gà trống nổi lên qua ám ảnh đi người phụ nữ mà lý thiên thu kêu làm thẩm lãng cảm thấy tức muốn nôn tràn ngập vô số tình cảm vô số sủng nịnh vô số xến sủa người lão nhìn hoành tráng mà lại xến đến mức này ư nương tử vi phụ tới lý thiên thu ôn nhu vô hạn nói ta còn đem một người đến sao 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 bên trong truyền đến tiếng thanh âm khàn khàn giống như con cóc kêu giống như bị lửa đốt ngay chỗ yết hầu nương tử ngươi không cần lo lắng cùng ta đi ra ngoài chào đón hắn." Lý Thiên Thu lắc lư dung giọng nói. "Tiếng thanh âm kia nói, sao? Ta nhất định sẽ nhớ lại, ta nhất định sẽ viết hoàn chỉnh Thiên Ngoại Lưu Tinh Kiếm Pháp, cả phần âm dương đều phải viết ra, đây là bảo bối duy nhất của gia tộc, không thể mất đi trong tay ta." Lý Thiên Thu hứng thú nói, "Thiên Ngoại Lưu Tinh Kiếm Pháp không phải bảo bối, bảo bối là người. Mười năm trước ta đã vứt bỏ kiếm pháp đó, ta không luyện, đã không còn dùng nó, nó chẳng có gì hay ho cả." Tiếng thanh âm kia tràn ngập hận ý nói, "Tiện nhân kia tiện nhân kia không chỉ trộm kiếm pháp của ta còn hạ độc ta làm cho ta đầu óc hư rồi nàng thực độc ác muốn đoạn tuyệt truyền thừa gia tộc của ta gia tộc của nam hải kiếm đảo hơn trăm năm ngươi đi ngươi cút đi ra ngoài tiện nhân là ngươi đưa về đây hết thảy là do ngươi gây ra lý thiên thu cầu xin nói là hết thảy đều là ta sai ta mắt bị mù luôn có một ngày ta sẽ tự thủ đem cô ta lột ra rút gân bầm thây vạn đoạn nương tử ngươi không cần bế quan không cần tự tra tấn ta mang đến một người hắn đã hoàn toàn giải được thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp cả phần âm lẫn dương bản đều giải được hắn vừa mới phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp kiếm pháp của chúng ta sẽ không bị đoạn tuyệt nhưng bên cạnh đó thẩm lãng tức khắc hoàn toàn sợ hãi nói tất sát thê chứng đạo đâu nói tốt âm hiểm cuồng ma đâu này hoàn toàn là một cái sủng thê cuồng ma mới đúng thẩm lãng nghe rõ ràng nữ nhân này chính là lý thiên thu nương tử đệ tử của một thế hệ nam hải kiếm vương nguyên bản hai người hòa thuận kết quả lý thiên thu cứu tới một nữ nhân nữ nhân này có được khả năng diễn phim siêu cường kỹ thuật lừa gạt lý thiên thu và thế tử kết quả nàng đánh cắp thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ lại còn cố ý hạ độc thế tử của lý thiên thu hủy hoại thân thể và đại não thế tử của lý thiên thu cơ hồ điên cuồng vì không để cho gia tộc kiếm pháp bị đoạn tuyệt nàng nhốt chính mình tại nơi sâu nhất trong sơn động ý đồ đem thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ nhớ lại sau đó hoàn chỉnh ghi chép xuống lý thiên thu vì an ủi thế tử liền vứt bỏ thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp luyện nổi lên một bộ siêu cấp cường hãn kiếm pháp thiên tinh Sa địa tỏ vẻ liền không còn sử dụng thiên ngoại lưu tinh hắn vẫn có thể chống đỡ được uy danh nam hải kiếm vương nhưng thê tử vẫn không thể tiêu tan vẫn ở sơn động ngần ấy năm tháng mỗi ngày đều tự tra tấn liều mạng muốn viết ra kiếm phổ khi đó có người có lẽ sẽ hỏi lý thiên thu rõ ràng biết thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp vì sao lại không viết ra nam hải kiếm đảo có một quy củ mỗi thế hệ đều là nam giới học tập thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp bản dương nữ giới học tập bản âm âm chuyên môn khác dương hơn nữa toàn bộ đều là nữ dạy nam nam nhân không thể tiếp xúc kiếm phổ. Không chỉ vậy, tu luyện bộ kiếm pháp này còn cần dùng kim loại đặc thù để chúng tiến vào huyết mạch bên trong, như vậy mới có thể tạo chân khí chứa đựng từ lực đặc thù, phóng ra lực ly tâm, tạo kiếm chiều gió lốc. Loại đặc thù kim loại này cũng là một loại bí mật phối phương, chỉ có nữ giới nắm giữ. Nam giới chỉ phụ trách lấy uống là được, cho nên bí tịch chân chính thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp chỉ có nữ giới nắm giữ. Lý Thiên Thu đối với thiên ngoại lưu tinh kiếm phổ bản dương có thể nắm giữ, nhưng đối với mặt còn lại của bí tịch thì hoàn toàn không biết. Vậy, người đã đánh cắp kiếm phổ và hạ độc thê tử của Lý Thiên Thu là ai? Lúc ấy, kiếm vương Lý Thiên Thu cùng thê tử đã không có con trai. Trời xui đất khiến, Lý Thiên Thu nhặt được một bé gái, hai người rất thích nên đã nhận nuôi nàng. Bé gái này có tài năng phi thường, cho nên hai người quyết định để nàng kế thừa y bát và sắp đặt cho nàng kết hôn với Đường Viêm. Tất nhiên, bé gái ấy còn nhỏ, chỉ mới 5 tuổi. Nhưng không sao, cô bé có tài năng vượt trội, 5 tuổi nhưng mạnh như hổ, cũng không có gì không tốt. Vậy là, bé gái ấy ở cùng vợ chồng Lý Thiên Thu suốt 10 năm, hoàn toàn giống như con gái ruột, coi cô bé như con của mình. Nhưng thật ra, bé gái ấy là một con rắn độc. Nắm lấy lòng tin của Lý Thiên Thu và vợ, thành công lấy được bí tịch sau đó. Và khi Lý Thiên Thu đưa đường viêm đi du ngoạn khắp thiên hạ, cô ta đã lợi dụng cơ hội đầu độc vợ của Lý Thiên Thu. Khi Lý Thiên Thu trở về, thân thể và diện mạo của vợ đã bị hủy hoại hoàn toàn, đầu óc cũng bị hỏng người phụ nữ này biến mất không để lại dấu vết. Lý Thiên Thu ngay lập tức muốn truy tìm, tìm khắp nơi, muốn trừng phạt cô ta, nhưng từ đó đến giờ vẫn không tìm thấy. Mà thê tử này, mỗi ngày đều tự trách mình điên cuồng, trách cứ rằng trưởng phu Lý Thiên Thu không nên nhặt một con rắn độc về. Nghe được Lý Thiên Thu nói xong, người phụ nữ kia tức khắc đột nhiên tiến đến, gào giống, không thể, tuyệt đối không thể. Trên thế giới không ai có thể giải được thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Nếu ngươi dám nói dối ta, ta sẽ giết ngươi, giết ngươi trong sơn động không có ánh sáng chỉ có vài viên đá minh châu được khắc trên vách động lúc này thẩm lãng thấy được diện mạo và thân thể của người phụ nữ này thật là khiến người buồn nôn có biết con cóc thiềm thử không người phụ nữ này trên da khắp nơi đều giống như thiềm thử người đàn bà kia thực sự ngoan độc đối xử tàn nhẫn kinh khủng như vậy với người phụ mẫu đã cấp dưỡng nuôi dạy mình lý thiên thu nói nương tử nếu thiếu niên này có thể viết ra toàn bộ thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp ngươi sẽ đi theo ta ra ngoài đồng ý không ta không tin ta không tin lý thiên thu nhìn thẩm lãng và nói thẩm công tử làm ơn giúp ta thẩm lãng không người bái hạ và nói vì đạo nghĩa không thể từ chối kế tiếp thẩm lãng rời sơn động và bắt đầu sao chép bộ kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh từ trong đầu ra giấy từng tờ một tờ hoàn thành hơn 200 trang văn thẩm lãng ước chừng mất hai ngày hai đêm để hoàn thành việc này sau khi lý thiên thu đi qua tuy nhiên không hề vui sướng thẩm lãng hiểu được đúng là bộ kiếm pháp này đã làm hắn không có con trai và cũng khiến thê tử gặp tai họa vì vậy Lý Thiên Thu ghét bỏ bộ kiếm pháp này, thậm chí từng vứt bỏ nó cách đây 10 năm. Lý Thiên Thu cầm bí tịch mới sao chép và bay về sơn động. Trong dạ minh châu phát sáng mỏng manh, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thê tử. Nàng bay nhanh và lật từng trang, đặc biệt chú ý đến vài trang cuối. Bộ kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh ở mặt trái chính là khắc một chiêu kiếm pháp bí mật. Người phụ nữ giống như thiềm thư kích động đến cảm giác người phát run, khóc không thành tiếng, kiếm phủ của ta, kiếm phủ của ta đã trở về rồi, đã trở về rồi. Bí tịch kiếm pháp của gia tộc không còn đoạn tuyệt nữa. Nàng đã giải thoát hoàn toàn khỏi tình trạng kích động và mừng như điên. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, "Nương tử, chúng ta nên ra ngoài, không nên ở trong sơn động này, không tốt cho thân thể." "Không, ta không ra đi." Nàng gào lên, "Ta như vậy xấu xí, khiến mọi người sợ hãi khi nhìn thấy. Ta còn xấu hơn cả con quỷ. Ta không đi, ta không đi ra được." Lý Thiên Thu nói lên, trên đảo chỉ có mình ta, trừ bỏ Viêm Nhi và người mù thì không còn ai nữa viêm nhi là một cậu bé ngốc lại hiểu được gì đâu đều là tại cái kẻ đáng ghét đó đã làm cho tôm thúc mù hai mắt ngươi phải tìm ra nó lột ra rút gần nó nguyện ý an ủi lý thiên thu nói được ta nhất định tìm ra nó và giết nó nương tử à xin ngươi đi cùng ta ra ngoài được không nếu ngươi không đi ta sẽ ở lại trong sơn động này với ngươi không cần sơn động này ẩm ướt quá và âm khí trong nó quá nặng huyết mạch của ta đã bị tổn thương không thể ở lại bên trong Thế tử Lý Thiên Thu nói, vậy thì cùng ta đi ra ngoài. Kiếm vương đáp lại, không, ta không muốn ra ngoài, ta không thể nhìn thấy ánh sáng. Thế tử của kiếm vương nói, Lý Thiên Thu nói, chúng ta có thể đi ra ngoài vào buổi tối, được không? Nương tử, ngươi đã sống ở đây mười mấy năm, chúng ta có thể ở riêng cùng nhau trong mười mấy năm nữa, không phải sao? Kiếm vương thê tử nói, sau này sẽ nói, sau này sẽ nói. Ta không muốn ra ngoài, ta không thể kiên nhẫn chờ đợi, hãy cút đi, cút đi lý thiên thu nói được được ta đi nhưng lát nữa tôn thúc đưa đồ vào ngươi phải ăn hết đó đã biết rồi chạy nhanh đi chạy nhanh đi đừng nhìn ta xấu hổ thu phong lâu là một tổ chức sát thủ bí ẩn đóng đô ở việt quốc mỗi khi nhận được đơn hàng họ sẽ không bỏ sót mục tiêu nào đằng sau thu phong lâu chính là nam hải kiếm phái cũng là gia tộc tiết thậm chí là vị vương tử thứ ba của việt quốc chúc lan đình gặp một thành viên của thu phong lâu giết thẩm lãng bao nhiêu tiền để giết hắn sau một khoảng suy nghĩ, thành viên của Thu Phong Lâu lắc đầu và nói, không tiếc việc này. Trúc Lan Đình nói với thái độ thất vọng, hắn chỉ là con rể của bá tước phủ, dĩ nhiên không thể thoát khỏi cái chết nếu ta giết hắn. Thành viên của Thu Phong Lâu giải thích, không phải vì hắn không thể bị giết, mà là hắn luôn luôn ở trong bá tước phủ. Xung quanh có đám võ sĩ bảo hộ, đến tay không đánh hắn cũng khó. Thất bại rất có thể xảy ra. Trúc Lan Đình lập tức trả lời, không, thẩm lãng hiện không ở bá tước phủ, hắn ở ngoài cách đó vài trăm dặm không có bảo vệ nào. Bên cạnh hắn chỉ có một người lão nhân làm sa phu. Thu Phong Lâu trưởng quầy nói, thực sao? Trúc Lan Đình tức nói, tất nhiên, ta đã quan sát kỹ và luôn có người theo dõi cẩn thận. Hắn là kẻ thù lớn nhất của ta, ta không bỏ qua cơ hội giết hắn. Thu Phong Lâu, liệu các ngươi có đủ can đảm để giết người này không? Thu Phong Lâu trưởng quầy nói, chúng ta thật sự không sợ giết người, nhưng thẩm lãng, một con rể yếu đuối, không nằm trong danh sách mục tiêu. Chúc Lan Đình Tước lấy ra một bản đồ nói đây là con đường nhỏ của thẩm lãng phía bắc có lẽ cũng là con đường này các ngươi có thể tìm cách chặn đường và tiến hành thích sát hãy bảo đảm không để bất kỳ khả năng sống sót nào Thu Phong Lâu trưởng quầy nói không cần lo lắng khi chúng ta hành động không ai sống sót Chúc Lan Đình Tước nói giá là bao nhiêu Thu Phong Lâu trưởng quầy nói một vạn đồng vàng Chúc Lan Đình Tước kinh hãi đó là số tiền rất lớn ngươi điên à Thu Phong Lâu trưởng quầy nói nếu ngươi không đồng ý thì thôi Trúc Lan Đình cắn răng nói, được, ta đồng ý đưa ngươi một vạn đồng vàng. Nhưng ngươi phải mang thi thể của hắn đến cho ta. Ta muốn lột ra, rút gân, nghiền xương thành bột và đem thịt của hắn cho sói ăn, chỉ khi đó ta mới giải thoát được sự thù hận trong lòng. Thu Phong Lâu trưởng quầy nói, như ngươi mong muốn. Lý Thiên Thu đưa thẩm lãng trở về gia đình lần trước. Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không nói một câu và tỏ ra hầu như không quan tâm. Mỗi ngày, ông ta sống trong tưởng tượng của mình. Người đàn ông siêu cấp đẹp trai này như trước vẫn không chịu ăn cơm, không chăm sóc bản thân, nhưng không hề thể hiện dấu hiệu lo sợ. Nhưng khi gặp Thẩm Lãng, ông ta không có vẻ đáng sợ gì cả, chỉ có một sự kính nể sâu sắc. Giang hồ đồn đại ông ta là kẻ giết vợ không nương tay, một người tàn ác độc địa nhất. Nhưng thực tế lại là một người đàn ông si tình đến tận cùng. Không tồi, chúng ta không gặp phải một người ở rể đáng ngại. Thẩm Lãng nói, kiếm vương tiền bối, người đã tìm được nữ tử kia sau khi nhận nuôi nàng sao. Kiếm vương Lý Thiên Thu suy nghĩ trong giây lát, gật đầu xác nhận thẩm lãng bất ngờ lý thiên thu có võ công cao siêu như vậy vì sao không giết nữ tử đó để trả thù chỉ có cô ấy mới có giải dược ta nương tử mỗi năm phải sử dụng giải dược một lần nếu không sẽ chết thẩm lãng im lặng thẩm lãng hỏi vậy cô ấy là ai kiếm vương lý thiên thu trả lời cô ấy là con gái của yến nan phi tiết tuyết mọi thứ trở nên rõ ràng một núi không thể chung hai hổ một cái là trưởng môn của nam hải kiếm phái một cái là nam hải kiếm vương Yến An Phi đã từng đến vùng phía Nam để thử võ với Lý Thiên Thu, nhưng ông ấy đã thất bại. Do đó, ông ấy đã nghĩ ra một kế hoạch tinh vi, tự biến con mình thành một cô nhi chưa từng lộ diện và ẩn nấp vào gia đình của Kiếm Vương, trở thành con nuôi của họ. Khi cô ấy tìm được bí tịch, cô ấy ngay lập tức hạ độc cho Kiếm Vương và nương tử của ông, sau đó nhanh chóng bay cao bay xa để trốn thoát. Vì thế, Yến An Phi liền giải phá thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Cũng đúng là như vậy, Lý Thiên Thu từ bỏ bộ kiếm pháp này và một lần nữa tu luyện một bộ kiếm pháp khác, thiên tinh xa địa hành vi của tiết thị gia tộc thật là đáng tức lý thiên thu tiếp tục nói nữ nhân này ngay lúc này cũng phải trở thành tam vương tử nhị phu nhân thẩm lãng ngạc nhiên hơn cả gia tộc này đều tàn ác như vậy sao cùng huyền vũ bá tước phủ minh hữu trăm năm nhưng trong gia tộc họ chi trên chi dưới đều quyền cao chức trọng như thế khó trách muốn phân định rõ ràng với kim gia kiếm vương lý thiên thu nói thẩm công tử ta còn nợ ngươi một ân tình từ nay về sau nếu ngươi cần sự giúp đỡ chỉ cần gửi thư tới nam hải kiếm đảo bất kể khó khăn nào ta cũng sẽ giúp người. Đó là một lời hứa thiêng liêng, giá trị không thể đong đếm. Thẩm công tử, chúng ta bị người theo dõi. Hết cháp 115. Cảm ơn các đại phú hào đã ủng hộ. Dù là một ca, tim cũng rất hạnh phúc và cảm động khi được nhận. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các đại phú hào cùng toàn thể các bạn đã xem clip. Chúc mọi người một ngày tốt lành.